đúng không? Không, em không nhìn, nó sẽ hiện tin nhắn màn hình. Anh nhớ không, lên cái màn hình xem ấy. Effect ấy, đổi effect vào ấy. Đó. Và con này sẽ có nhắn tin này, xong rồi lại cất điện thoại xuống đấy, xong rồi bắt đầu ngồi vẽ gì đó chứ. Thế điểm đánh nhầm. Vẽ bút đây, nhiều bút đó. Cái bút này là cái bút vẽ này. Không được, cái cảnh này mà sai là nó chỉ có mỗi một thôi. Bút chì của nó là bút nào ấy? Đâu cần phải nhất, thế là bút chì đấy đâu, nhưng bút chì mà anh. Tranh này tranh đi mà. Tranh vẽ lắp rồi bà. Tranh vẽ đây em ạ. Tranh vẽ lắp rồi. Đẹp chưa? Tranh vẽ giới thiệu mọi người nhé. Ở anh này có một cái page họa sĩ rất là hot. Đó. Anh nghệ danh của anh là thế nào thì nhớ. Quay đây. S-I-L. Quay được em chứ. À, đây hai nghệ danh đó là Hoa Quyết và Siêu. Giới thiệu. Rất là hot. Tiếp này em quay cận đây là quay nghe nghe chị. Siêu. Vương ơi. Cảnh đấy chắc quay nha. Quay cái bắt vào đây, lúc đầu bắt vào đây. Từ đây. Bắt thẳng vào cái tranh này cho em. Qua vai thì chỉ lấy được một phần đến đây. Ừ đấy, như thế. Xong rồi con bé sẽ bỏ điện thoại xuống là kiểu bắt đầu vẽ. Không, đang vẽ, có tin nhắn đến, cầm điện thoại lên. Mình vẽ cũng được. Mà để xuống. Xong rồi tập trung nhắn tin thôi, không vẽ nữa. Không vẽ nữa à? Vẽ thôi. Đấy, loại thế. Có góc quay từ đâu, thử góc quay từ đâu. Đấy, sau. Bỏ cái đồ này ra. Đấy, bắt này ra. Ra đây rồi. ABCXZ, KLM.